đang đi khóc. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ tư. Phô bên kia nhanh quá, bên mình Phô AC, mình cũng quen. Baby Mark đến từ bên phía đôi bạn, bên mình là Phô AC, lợi thế rõ rệt. À, phải đi tìm quả đầu đã, tính sau, hiểu đầu thấy rồi. Còn có hôm đánh random với Trung Quốc, ông nào còn ăn cả voi với heal trước khi mà cầm AC ấy nhỉ. Do lỗi quả đầu, buồn cười bãi trưởng. Đây là bãi quả đầu dành cho game thủ Mạnh Hào. Bài heal đẹp, voi đẹp, quả cũng tạm tạm, đánh được. Khóc đang soi tham. AC đến từ không khóc, cũng có heal luôn. Ôi giời, yêu đầu khóc sao nhìn nó khó khăn thế nhở. Cố đưa bài yêu đầu về. Bài yêu có 4 con và khóc đang muốn đưa về với nhà chính nhà mình. Một voi, đôi voi, sư tử kìa. Ba voi ở chỗ này luôn, bốn voi luôn. Khóc vừa nhắc game thủ Mạnh Hào là có sư tử ở đây thì khóc lại vấp phải một con sư tử khác. Đấy, thôi sao, lắm sư tử thế nhờ. Ở chỗ bốn năm con này, ba con. Có sư tử đấy. Đôi voi Mạnh Hào. Khóc vẫn còn hiêu đầu. AC chết mất dần. Vãi trưởng còn hiêu. Chạy đủ vòng. Bài khóc. Bài khóc có thể khung rồi. What? Tự nhiên thấy VIP nhắn tin đến đáng sướng. Tưởng có tiền. Nó ra nó trừ. Đậu xanh. Cày 19-20. Cậu voi về đi khóc. Bài khóc nghiệt. Chưa thấy gì ăn thêm. Thôi không ăn nữa. Ăn hai con ở đây rồi. Trên kia còn một con nữa. Hy vọng nó sẽ là bốn voi dành cho khóc trong trận này. Đầu tiếp con nữa về đi. Ngay gần đôi voi của anh ấy. Anh không ăn à? Được. Thế đủ đồ rồi. À, Mạnh Hào có giò đâu. Chứ thấy mỗi đôi voi không giò thì có bãi quả đấy đâu. Mạnh Hào đang ăn bãi quả khác rồi. Bài của Mạnh Hào cũng 3 voi, hiêu đầu. Quả phụ luôn, mắc của mắc. Kích đời rồi. Đây còn bầy hiêu nữa này. Con voi thứ hai đang được khóc đưa về. Đây 4 voi mà. Bài khóc cũng mắc đấy chứ. Giết con sư tử đi em, nhìn ngứa mặt quá. Cày. Lại VIP và lại trừ 50.000, trừ lắm thế. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. AC câu đôi voi dành cho khóc. Đã có BS2. Ở đôi bạn là cái gì nhở? Baby Mark. Có nhiều khả năng là bị W đấy. Quay đầu cả hai con nhỏ. Về gần đến nhà rồi thì quay đầu. Tôi cố một câu về, anh đã bảo giết con sư tử từ nãy đi. Khó chịu bực mình. Đây là BB. Giờ thì câu từng con về một. Bãi quả đầu khóc ăn bây giờ chưa hết. Là
lại quay đầu dân ấy xì cầu vòi hơi khó chịu một tí. Đây sẽ là vị trí để đặt BM và trên này sẽ là BA. BM BA lại quay đầu, cứ đi qua cây gỗ đấy là nó quay đầu thôi. Từ từ thôi, S lại, dừng, nó lại đứng im rồi. S rồi, ok, lần này nó sẽ về kích đời rồi. Ok luôn, phi đi, phi trượt kìa. Mày chết đi con voi này. Một dân câu con voi kia về. Không câu nữa à? Giờ dỗi không câu voi nữa, mỏi tay lắm. Ui giời, chỗ này đã ép được luôn này. Ui giời, the hell, bằng cái gì đây? Giò đã đến rồi. Baby đánh chém, đội bạn đánh hai chém trận này đấy. Lôi tê về thủ nhanh còn kịp. Giò công giáp đầy đủ luôn mới sợ. Max C không lên đời nên Baby đánh chém. Sao 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 vậy hay sao? Khung nhà đi em. Trên mấy thằng dân đến từ game thủ không khóc. Rồi soi Mạnh Hào. Mạnh Hào lên đời xong rồi. Đang bị game thủ Hoàng Công Nghiệp chọc vào nhưng Hoàng Công Nghiệp bị bay bãi ra. Bạn này thì ngon rồi. Ui tí chết giò. Cho lạc đà lên luôn, cho lạc đà lên luôn. Xúc thẳng bãi vàng luôn. Chú ý đi lạc đà anh. Xin tạm một con T. Rồi như vậy là Maxi đã bò được bãi vàng. Để xem cái bãi vàng này nó sẽ trụ được bao lâu. Nào vào đây. Ngựa giò. Anh ok rồi. Đây là màu ba kia. Úi dồi ôi, chỉ đi công kìa anh. Xúc nó. Nó biết rồi, nó đi ăn quả đấy. Úi dồi ôi, 2L vào đây luôn, quả ăn xong rồi. Kích vào nông dân xem heo khéo lại hở. Sắp cung R thôi. Đã có con chém của Max C. Xong luôn. Rồi bây giờ Max C sẽ chết nhanh thôi. Cho con cung lờ vào bãi vàng anh. Nó một T ra thủ á. Bạn đâm Y rồi. Chạy. Khóc yếu lắm à. Khóc. Tham 20 bị ôm bom rồi. Bị bài ôm bom đến từ 9 đi công. Rất khó chịu. Bị vẩy E. Bị vẩy E, bị vẩy E. Tiếp tục là vẩy E nhưng chạy được rồi. Mới chỉ đóng được có 2 BA thôi. Đẩy đi luôn. Lại bị ôm bom tiếp. Không có gỗ để sửa nhiều đâu. Tiếp tục bị vẩy E. Bây giờ Mạnh Hào đang phải lấy. Vâng, cái ông này ôm bom khỏe thế nhờ. Chỉ ăn với ôm bom thôi. Không, thao tác đã hơi loằng ngoằng. Mạnh Hào 31/32. Chém chết Maxi rồi. Không bao giờ cửa đỡ lại được khi đã có cung R. Maxi chết luôn nhá. Đã bị đâm đi. Đứng trong và phù. Đánh cho người cầm Phonesian này. Bởi vì Maxi đúng phù mói cả mồm. Ơ được con kìa. Châu đánh lộn chết. Được, cho 200. Cho 100 rồi. Lên đây ăn gỗ cho ba cháy. Ngon. Ba con phù thủy. Nào vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào hết đây. Để xem Maxi chú trì đến bao nhiêu. Đẩy sang Baby đi anh ơi. Lại hù được con đi nữa không? Và nó yêu mình. Bắt đầu sang đánh nhà Baby. Một khoanh ruộng, 4 cái ruộng ấm, 5 cái. Đây rồi. Này thì Baby này. Đã có bánh xe tơn vẩy e đến từ game thủ Mạnh Hào. Baby chết hết khoanh ruộng này. Thỉnh thoảng khóc có khổ quá thì báo để cứu. Bây giờ sẽ bắn dân. Lạc đà chém ruộng. Rồi bạn đen ruộng ra chạy. Và bãi vàng cũng ở đây luôn.
Hawk đang bị ôm bom, không biết làm nào để chống lại bài ôm bom của Chí Đích Công. Cày 6 cái ruộng ấm của nguyên thủ Mạnh Hào trên góc 12 giờ. Đáng hit em một tí. Bãi vàng bay hết vẩy e. Vẫn vẩy e nhưng không thể công đến từ Mạnh Hào. Vẫn kìm được khá dần của người gầm Baby. Mạnh Hào chắc chắn đang to nhất bản đồ. Maxi chắc chắn chết rồi. Baby thì không bao giờ to bằng được. Bây giờ phát hiện ra. Cho con đi lên anh. Làm ruộng ở đây à. Biết rồi. Có khoanh ruộng giữa hai nhà anh biết rồi. Ôi giời bãi vàng kìa. Chạy đâu em ơi. Rồi bạn đang kéo y về đây đấy. Định lao vào. Ôi giời ơi anh bị lừa. Mạnh Hào bị lừa tơn hơi đau. Rồi bắt nó con chém với giò này đi. Rồi ok. Bé ruộng ở đây. Vấn đề gì cả. Vâng, vẫn sẽ là khoanh ruộng ấm. Rồi. Ok, quản lại ở giữa hai nhà đi anh. Phù đâu? Phù anh ở đây. Đang bị truy sát à? Maxi chết rồi. Ok. Khóc. Giết cả mình. Khóc bị ôm bom quá khổ. Trận này anh Hào liệu cân đôi đấy không? Đây là khóc. Tham 14. Tham cân mà. Đấy rồi, đang bắn rồi. Bắn con sư tử trước đi, khổ quá. Ui thôi, khóc chết rồi. Cho một con nông dân lại mà vẩy e. Hù anh, phù thủy kìa anh. Phù thủy. Đâu rồi, phù chưa? Có phù được con nào không? Được hai nháy. Ngon. Anh chuyển bố cung gà cho lành. Đánh này thắng rồi à? Phù nốt con kia đi. Ui ôi, chưa chắc đâu. Thấy chưa? Mọi bạn đông đấy nhá. Đứng trong và chửi ra thôi. Đang thủ khoanh ruộng chặt chẽ đến từ người cầm Maxi ớt đấy. Từ đây phù thêm được con lạc đà nữa. Đốt nhà bi. Bây giờ là phải đốt nhà bi. Nào bây giờ tôi có ý ở đây, ông có dám vào không? Vào hộ tôi cái. Chém đi. Anh giải mỗi chỗ một con đi là tụi bạn không bao giờ vào được. Rồi. Đứng ba con đi mỗi chỗ đứng một con. Ôi ôi chết rồi. Còn tơ vừa rồi để mất mấy con QR phí quá. Rồi ok. Ok đang chém đi kìa anh. Vẻ chỗ nhà phù. Rồi phù được Imax luôn nào ông như nào. Trời đội bạn chán quýt luôn. Trận đấu cân 2 đến từ game thủ Mạnh Hào. Vâng. Trận cân 2 đến từ Mạnh Hào trong trận đấu thứ 4. Một đều trong C4. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận bản lề.